Niềm tin vào Chúa không phải là một niềm tin mù quáng, không phải là một niềm tin mê tín dị đoan theo mức là mình có bệnh, có virus mà mình cứ ngồi đó, mình cứ nằm đó và mình cứ phải, mình nói rằng là Chúa hiện ra để cứu thì mình mới tin. Không phải như vậy.